Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Kết nối yêu thương của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Chúng tôi, những người thực hiện chương trình, xin được trân trọng cảm ơn quý khán giả, những tấm lòng hảo tâm đã luôn đồng hành cùng chương trình Kết nối yêu thương trong thời gian qua. Thưa quý vị và các bạn, không nghề nghiệp ổn định, bản thân và con gái ốm đau, bệnh tật thường xuyên phải vào bệnh viện điều trị. Nhà cửa tuỳnh toàng, rột nát. Đó là hoàn cảnh của gia đình chị Nguyễn Thị Lệ Hà, thôn Bích La Đông, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn trong chương trình Kết nối yêu thương hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đến với nhân vật của chương trình kỳ này. An cư, lạc nghiệp là điều mà bất cứ gia đình nào cũng mong ước. Đối với chị Nguyễn Thị Lệ Hà ở thôn Bích La Đông, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị thì đây là ước mơ xa vời. Bị bệnh đa khớp toàn thân, lupus ban đỏ sau khi sinh con trai út cách đây 4 năm. Thường xuyên lên cơn đau bất thường, co cứng chân tay, phải vào bệnh viện điều trị, nên chị Hà không làm được công việc nặng mà chỉ quanh quẩn ở vườn với mấy mét vuông đất trồng rau màu. Con gái của anh chị năm nay học lớp 2, bị tim bẩm sinh, hàng tháng phải vào bệnh viện Trung ương Huế để tái khám. Dù có sức khỏe, nhưng anh Phước cũng không dám đi xa. Bà con chòm xóm, ai thuê gì làm đó, để tiện cho việc chăm sóc vợ con khi lên cơn đau thất thường. Anh Phước trở thành chỗ dựa cho vợ và hai con thơ đang tuổi ăn tuổi lớn. Ngôi nhà xây dựng đã lâu, giờ nứt nẻ, rột nát, xuống cấp trầm trọng. Nếu không ốm đau bệnh tật, vợ chồng anh chị đã đồng lòng, đồng sức, vui vẻ làm ăn để chăm sóc con cái và vay mượn tiền sửa được căn nhà. Nhưng giờ đây, đó chỉ là ước mơ. Ai cũng là bà con mà cũng người sống gần làng gần nữa cũng chạy theo để lo để công việc cho cháu đúng không ạ, để chạy tới giấy tờ rồi cho kịp để mà làm thủ tục cho cháu để nhập viện cả vì cháu còn quá nắng ấy. Rồi là còn ở nhà đấy mà công việc thì nói chúng là gia đình thì chỉ ở nhà mà ở đau ốm thì bà con xóm làng đấy ai cũng phải giúp. Khi nếu vấp gặp vụ gieo thì phải phụ, mà gặp vụ cắt rồi cũng phải phụ giúp đỡ cho. Đối với trường hợp của nhà anh Lê Văn Phước thì gia đình là hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, con ốm rủi ro bệnh nặng, do vậy chúng tôi luôn luôn ưu tiên hàng đầu và các cái món quà luôn luôn là trao đến tận tay cho gia đình để có cái điều kiện là một phần để giúp đỡ cho gia đình là phát triển sản xuất, tăng thêm cái thu nhập, đồng thời cũng hỗ trợ cho con em là học tập, các cái món quà như sách vở, xe đạp, tạo điều kiện cho em được đến trường và học hành được tốt hơn. Tôi thấy là đây là một gia đình rất là khó khăn. Con thì đau tim nặng cần phải điều trị bằng máy, thì tôi cũng mong muốn rằng các tổ chức đoàn thể cũng như các nhà hảo tâm cũng quan tâm giúp đỡ và về vật chất cũng như là tinh thần để là cho gia đình anh là có được ngôi nhà ấm cúng hơn cũng như là chữa bệnh cho con để được khỏi bệnh, để con cùng tham gia cùng như các cháu đến trường. Thưa quý vị và các bạn, hoàn cảnh thì khó khăn, con cái ốm đau bệnh tật và bản thân chị Nguyễn Thị Lê Hà thì cũng gặp nhiều cái trở ngại trong cái sức khỏe của mình. Và lúc này thì tôi xin được phép trò chuyện với chị để cùng chia sẻ và hiểu hơn những cái khó khăn mà gia đình chị đang phải trải qua. Thưa chị ạ, xin chị cho biết là hiện tại thì cái hoàn cảnh của gia đình mình thì khó khăn như vậy, thì chị có thể chia sẻ một chút về cái sức khỏe của chị giống như là con như thế nào được? Hiện tại là sức khỏe là đau ốm liên tục, giọng em thì bệnh kín đến nỗi tái chính vì đau làm việc chỉ không được hết. Còn con thì mổ tim. Tạm lại là đi bệnh viện liên tục, cứ một tháng đi hình dạo rửa. Có một hôm em rửa bát, rửa bát đang rửa bát tay, hành cứng đơ bệnh rửa choáng nữa, bữa để đó rửa nữa, rồi giống lúc mà trời nặng quá mưa nữa, bữa sưng đai sưng dính lên giúp quả dùng nổi luôn, giúp quả nam nữa, bữa chỗ gì hàng xóm gì quá, bữa chị vô đau nữa, chị hỏi rắn bên ngoài trời đau quá bên nam nữa, bữa chị nói dậy tại đụt trong miệng cháo mà ăn mà uống viên thuốc, bữa em dậy chị lấy cho bắt cháo bữa đút
được bữa ăn trong bữa thuốc mà nằm lại bữa trưa gì qua gì gắm gớm gì nấu cho nữa là lúc muốn mà trời trời mà gió mà nữa là đau tại phát năm vài ngày nữa là bắt đầu nặng lên lần có đờ là đi tới đi lui được cứ vì trời là chuyên môn nặng quá mưa quá nặng liên tục nữa. Bệnh tật của con bé là từ lần đi mổ về á, là dư hiện tại là bé coi máy cái máy trong người á, là họ dàn hướng cho bé chạy nhảy sẩm xét rồi là điện thoại điện đô chỉ là tránh xa ra vì bé là có cái máy trong người á, là hướng cho chạy nhảy va chạm bổ nữa hướng nhảy nói chết. Như chị vừa chia sẻ thì mình cũng đau ốm, con cái cũng đau ốm như vậy, cũng thường xuyên vào viện như vậy, thì chắc chắn là chồng của mình cũng phải đi theo để mà chăm sóc. Vậy thì cái thu nhập hàng ngày mình lấy từ đâu và thu nhập đó thì chị trang trải cho cuộc sống như thế nào để đủ ạ? Về chi phí hàng ngày thì bên giống chỗ phía bên xã đô nữa họ có cho giống một vài triệu chứ 5 triệu gì nữa cho giống để mà nuôi chăn gà nữa, con heo thì chết hết rồi. Giống nuôi con gà nữa thì giống mình cứ bán thì cũng đủ, làm ruộng thì 5-3 sao thì vừa đủ ăn thôi. Còn héo đồ thì anh chạy chết, tổng lại là mình đau cái đi viện nữa vừa đủ ăn, vậy là đi viện liên tục cái rửa thì không có, đừng nói đến chuyện mỡ chứ đến già cười đó. Anh muốn đi làm nhá, ai kêu chị làm đấy, đều giống cứ mỗi đêm đi qua rửa, con tự nhiên đau gáy nó về. Mà mẹ thì ở nhà đau không phụ được chứ nữa, vì sướng đi viện lắm. Giống đi làm quấn đấy thôi, nhưng họ kêu đi xa là đi không được. Đi ngày ở nhà mẹ đau con đau mà đi bệnh viện nữa cũng bị lắng hết. Hiện tại thì cái sức khỏe của chị không được đảm bảo, con thì cũng thường xuyên vào viện và chồng cũng phải đi theo để mà chăm sóc. Vậy thì chị có cái mong muốn gì cho cái nghề nghiệp của anh ngay lúc này? Em là có một mong ước là chồng là cũng có cái nghề là sửa xe đạp, mà vì do là hoàn cảnh đau ốm liên tục cả mà cả con nữa, vừa chưa là không có, tóm lại là không có tiền để mà mở cái quán ra mà sửa, giống cái quán mà sửa là chứ cũng có cái nghề nếu không có tiền mà mở ra, không có cái tiền mà mở để mà thuế quán mà mình á. Dạ, cho em ước mơ là còn nghề rồi cho đỡ mà con chuyện đau mới xin đi viện ấy. Cái lo lắng lớn nhất hiện tại của gia đình mình lúc này là gì? Mình một người mẹ mà để ai đưa con một đứa thì bị bệnh tim, thì con quá dài. Năm xuống là đầu tiên nghĩ là về hai đứa con nhỏ quá. Mình chăm lo cho được con cái. Cuộc sống sau này hai đứa nữa cũng biết rằng đấy. Vì con gọi vì mình đau nữa, mình sợ cũng đủ khả năng mà cho con nhỏ với ông Tiến ông Hà nữa nè. Còn đau ốm liên tục nữa thì mình biết sao đi. Sao đi chưa rắn nữa. Lúc này thì cái ước mơ lớn nhất của chị là gì ạ? Mong là giống các nhà hào tâm, rồi là các nhà từ thiện, các mình hình quân đôi chị nữa là giúp đỡ cho em có ước mơ, có cái nhà ở giống người ta nữa. Rồi là con có thể mình làm thêm nên cho con ăn học giống như họ nữa. Ước mơ của em là như nữa. Còn giờ mình đau ốm liên tục đi thì nhìn cũng có khả năng nằm nhà mà vì nước đi bệnh viện con là không có tin đâu. Còn ước mơ nữa là đuổi với em quá chả. Vâng, xin được cảm ơn chị với những cái chia sẻ vừa rồi, và em cũng mong rằng là chị cũng như là chồng và cả con của mình là cố gắng để vượt qua những cái khó khăn trong lúc này. Chia sẻ với những khó khăn của gia đình anh Lê Văn Phước, thông qua kết nối của ekip thực hiện chương trình Kết nối yêu thương của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị, đã có những tấm lòng hảo tâm từ các tổ chức cá nhân đến để động viên, chia sẻ với gia đình chị Nguyễn Thị Lệ Hà. Ủy ban Mặt trận huyện Triệu Phong ủng hộ 40 triệu đồng. Công ty Thủy điện Quảng Trị hỗ trợ 3 triệu đồng. Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận xã Triệu Đông hỗ trợ 500.000 đồng. Anh Nguyên Vũ Văn Đinh, Cam Hiếu Cam Lộ ủng hộ 1 triệu đồng. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Triệu Đông ủng hộ 200.000 đồng. Tri đoàn Quân sự xã Triệu Đông hỗ trợ 200.000 đồng. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bia Casper Việt Nam hỗ trợ 1 triệu 200.000 đồng. Công ty Du lịch Style Travel Đà Nẵng ủng hộ 500.000 đồng.
chị Võ Thị Thu Hiền, số nhà 26, Nguyễn Công Hoan, khu phố Tân Vĩnh, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, ủng hộ 500.000 đồng. Facebook, phóng xạ, ủng hộ 200.000 đồng. Mặc dù là 40 triệu, nhưng mà phải thực tế để làm nhà thì không nhiều. Thì chúng tôi mong rằng là các tổ chức, cơ quan đơn vị và đặc biệt là địa phương, rồi bà con chú bác tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ về tiền mặt, rồi là về công, về thờ để tạo cho gia đình có cái điều kiện để mà sớm hoàn chỉnh cái nhà ở. Chứ không trong lúc này thì rất là khó khăn về gia đình thì khó khăn, nên là cái vốn đầu tư của mặt trận huyện với cái mức 40 triệu phải nói rằng là cũng rất là khiêm tốn. Do vậy chúng tôi rất là mong gia đình và cũng như địa phương thì kêu gọi địa phương để tiếp tục hỗ trợ gia đình để có một cái lượng kinh phí nhất định để làm cái nhà cho nó đảm bảo ấm cúng và vững chắc về mùa mưa bão và ấm cúng về mùa đông. Chúng tôi đang tổ chức tuyên truyền vận động làm thế nào để cho hoàn thành được ngôi nhà sớm nhất.